Xin chào tất cả anh em nha. Video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một dự án Uniwi Wallet nha. Anh em để tham gia giám này, link phần link mô tả mở tài khoản mút chữ tắt chatbot nè. Rồi mình sẽ nhận được 1.000 token UNWI nha các bạn. Một token UNWI này khoảng 0.0005 USDT. Một token này đã list, đã có mặt trên chatbot các bạn. Các bạn join iGroup nè. Rồi nhiệm đã list chatbot nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh trailer nè các bạn. Các bạn follow nè. Rồi tiếp tục các bạn cho nhóm chat nè các bạn. Rồi bạn mới đáp lại. Các bạn làm hết nhiệm vụ nha các bạn. Trên kênh group kênh chat. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube nha các bạn. Các bạn follow Instagram nha các bạn. Rồi bạn bấm nút submit detail nè các bạn. Rồi bạn bấm đón nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ lại đường link YouTube. Thì YouTube thì các bạn mở YouTube mình ra nè các bạn. Bạn nhấp vào kênh của bạn nha bạn. Rồi bạn nhấp vào bảo cảnh cùng nè, bấm vào một chia sẻ nè các bạn. Bạn sao chép cái URL lên các bạn. Vì mình đã lấy cái đường link URL trên di tính mình các bạn. Rồi tất cả các bạn khớp các bạn dán vào kênh YouTube đi các bạn. Bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link profile Instagram nha các bạn. Thì mình các bạn vào trang nhân của mình làm như vậy cho mau các bạn. Instagram đâu ta? À, đây nè các bạn. Các bạn copy Instagram mình các bạn. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với TGC 20 Sen TGC 20 USDT các bạn. Rồi các bạn thôi các bạn đi. Ok, như vậy bạn có thể gỡ địa chỉ với TRC 20 trên sàn Binance hoặc là dưới chôn link các bạn. Mình gỡ dưới chôn link đi các bạn. Mình gỡ địa chỉ với TRC trên dưới chôn link đi các bạn. Rồi các bạn bấm vào reset, các bạn copy địa chỉ với chôn link mình các bạn. Tốc cần này nó list sàn Binance nữa ta. Tốc cần sẽ list sàn Binance nữa ta các bạn. Rồi các bạn gỡ đây nè các bạn. Rồi đứng máy luôn các bạn. Rồi các bạn gỡ là xong nha tất cả các bạn. Ôi trời. Máy mình bị đứng luôn rồi các bạn ơi. Quá mệt. Rồi bạn gỡ cho bot nha bạn. Tiếp tục bấm đòn. Tiếp tục bấm Z nha bạn. Tiếp tục bấm xác thiết nha bạn. Ok. Rồi các bạn follow và tài quýt Binbot theo dõi Twitter nữa các bạn, bấm Z nha các bạn. Tài Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn tài quýt lên nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào status để cập nhật tài khoản của mình nha. Ok, sẽ chưa có menu thế kia. Ok, tôi cần sẽ cập nhật sau nha tất cả các bạn. Vậy video này cũng thúc mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.